Ủa rồi cài chỉnh xúc xắc màu đen chỉnh sau coi. Động máy chỉnh nó cũng có tác dụng cái lồn gì đâu. Trời Cho nó ơi. đẹp còn mẹ mày. Thì mày màu hồng chung với thằng Argon đi, tao màu đen chung với nó cho nó chắc lại vậy đó. Vô. Này là hai hai mà anh em. Đâu, một với một á. Giờ không chơi, Hai không chơi hai hai hai. hai nha. Thằng Ai biết? ngu Phải thằng ngu hai chơi trước hai. nha. Chơi trước là nó ngu nha. Phải gôn đột mẹ coi chứ. Ôi điệt mẹ mày xe, tại sao lại là khu xẹp vậy? Xin khu Paris đi chứ. Rồi Đâu vô có đâu. đâu ngoái đi vô Tù ngu à, con như tàu rồi. quá, Lòng Bali lòng à. lòng nào mới vô vô đảo rồi. Đâu má, Còn ngày nào ăn Bali ngon nha. người ta chứ ai. Còn Ê mẹ có mày vụ vô. mà gì mà Ủa sao để thời gian ta, đụng mẹ lắc ăn đi Bali lắc cho đi quen lắc hết đi lắc rồi. đi còn mẹ mẹ lắc đi số 7 luôn tự hải luôn mà. Thứ hai. Có bằng hai Ôi. lần sao à, lắc cơ hội đúng không? Không có dùng nha. Mày Ok, không có đỡ màu được nữa ta. Tao phải chút không màu. có chơi được, này có 4 người thôi. Lòng tình xài tiền ra luôn mà địt còn Năm mẹ bốn mày mà. giàu Năm bốn. giàu ác cơ hội Cái đó cà sao đạo. Không, đúng rồi, mày đồ đưa đi vòng, mày đi một vòng được không? trời ơi thì con mày sao không qua hôm bết luôn cắm cái cờ kìa Lộn lộn đúng tình bích mà nó béo quá nó tàu qua si là ngon nha nó vậy. để Ôi nó để mày dưới đũng quần lộn đó đó đụ mẹ để dưới đũng quần đó đó sao thấy khu Thượng Hải điệt mẹ mày 150 vậy đụ má bú đồ lon đon kìa lon đon kìa Do như lên đúng là lên đón chơi cũng à đông đồ em. má nói si gút là có si gút tôi nghĩ tôi nói si gút là có si gút Nó vô xếp luôn mà vô xẹp 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 cặt thì giống vừa nó rồi nè. xuống sắc đôi luôn số 10 Thôi luôn giờ anh còn đi thi trước qua nha giới mấy luôn em. Rồi rồi mình nói giới luôn. Bay qua đường đồn của anh nè em. Đéo đồ Rồi quá bay qua đường đồn thà mày trả mà mày mua được nhà cấp 3. Ngon. đủ má nó chứ Nghe mày chửi luôn, muốn mua là thành phố luôn kìa. Ôi, đủ Cái má cấp mất 3. quay đi coi mất hết 1 tỷ luôn mà lồ má nó mua lại Chẹo quá ơi, tiền đủ mới chơi game bằng tỷ. đéo ổn đi ơi đủ má số 9 luôn À, vô cơ hội, đồ má đừng ghé cái đảo miễn gì bạn buộc đối thủ phải bán căn nhà còn đúng á, mẹ gọi mày bán buộc là buộc ghê. bán Ok, cái lồng đồn cho bố mày con mẹ mày bán cái lồng đồn nha. À, ngu này bán của tao làm gì? Ủa mình nên mày cắt nhà đâu mày không bán của mày dán của ai tao bán căn Bắc Kinh 75k Bố là gừng Có gì đâu. anh em Ông lên bán cái đi vô New coi York chưa ôi đó đã là tình này cái đại bài rồi. nó du lịch qua London luôn kìa chứ đừng đúng Anh mua lồng đôn của em nha. 650 Gòn à. ấy biển luôn. Hợp lý hợp lý. Nike đi qua Nike chơi Lồng con đôn. mẹ nó không thằng nào đáp vô khu Paris hết ta có 10 Osaka kìa, đủ Osaka ngon á. Bú thêm cái Tokyo nữa thì mẹ giá đẹp luôn. thằng lòng tình giàu quá vậy 2 tỷ à Đụng có tiền không? Nhờ. số 7 đi còn mẹ mày Thượng Trời Hải luôn à ơi, Thượng Hải vô tiền, vô mắm, vô mắm. à, đéo có tiền để mua đâu Nói nghèo đủ còn khiêm nghèo à, con đĩ cái mèo lồn mày là cái lồn gì vậy? Tụng má đóng thế đúng đủ má mày nghiệp đó con báo đề Ờ, mới cắn cái được ngàn 150 giống cờ tiền phú vậy mà phải cờ vay không? cấp hai thế luôn nè đi còn mẹ Cái này là cờ tỷ phú mà. hình nhân hai đụng á mày vô nhà tao mày trả nhân hai tao vô nhà mày tao cũng trả lại nhân hai Xin 25 đồng đi đồ hơi đó hơi đói rồi đó rồi qua Dubai luôn mở biển luôn Đụng á bán tao hai cái biển đi. Anh mua à đâu mua được đâu biển đâu mua được đồ má khó quá đang tính lấy biển đi nó mẹ giàu quá đi đi đầu tư đầu tư cuộc đời phải không? Ơi đầu tư cái gì không Ra đảo chơi luôn ha đồ
Cái đảo luôn, con đảo bị quên. Ấy đồng mấy giờ suy gút cho anh trăm. Ôi đụng má, nó cái đó nó có cái dán cái cờ lo gì điệt tiền nhiều vậy, sốt sao. Ấy đồ ấy. Đến vòng đồng quá, ai gấp đôi thuế, đồ mà chết gấp đôi thuế nè con, 75, ủa. Có chuyện. Tự nó có mua mấy nhà đâu, nó mua có nhà bao nhiêu. Đụng hết tiền rồi. Đó phát. Cắm mẹ cái cột đi. Được rồi. Ủa anh đã mua lại cái cột đi đâu. Trời ơi đi còn mẹ mày đồ má mà mày không có tiền. Mà người đi có tiền cay cay. Con mẹ Bắc Kinh luôn chứ. Ừ con anh nha. Anh mua lại không? Em bán cho anh đó. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn cái lồn. Ok nó hai khu rồi. Đồ má anh mày mua sạch cái khu này luôn. Khu thì tiền. Bỏ 200 ngàn bạn có thể đi được khỏi đảo. Đồ con bỏ 2 lít thôi chứ gì nữa. Dạ, anh không dạ, có tự, đủ, anh, không có, anh không có tự tin vô cái giá tiền của anh nên anh mua cái này thôi. Má qua cơ hội đi được rồi. Má gì đâu khu tôi quay không vậy. Vậy nó cờ vay ai, nó cờ vay đâu, nó cờ đi phú mà. Vô ganda luôn. Trời ơi, ganda lụm tiền luôn. Mua lại luôn, giàu giàu đi con. Trời ơi, có tiền là được, mình có tiền là được. À tại vì mong mẹ mày đi bông nó lên tài, cái Bentley lên, rồi nó lên, lên khách sạn rồi. Lên khách sạn là mình mua lại đâu có được đâu phải không? Được. Không mẹ nó biết chơi cờ cái ngựa không? Ừ biết nha. Ê lát nữa mình chơi cờ cái điện ngựa bay. Mẹ cấm cờ phép đậu mẹ. Tao mới lâu à. Tí nữa vô nhà được quá trả tiền chích con đĩ lẹ luôn. Ôi đụng nó hên quá, đi tới giải đấu thế giới luôn. Mày ném cái lồn gì vậy? Cho mày ẩm cấp đụng á, mày muốn nâng cái nào lên? Ấy thằng tinh. Rồi thằng con chích. Má, nâng New York rồi, ăn lồn rồi. Ây à, 500 đồng. Ông đã vô em New York luôn, cái lồn cực. À, ủa mẹ, trả chuyện mở luôn rồi. Nhân 2 thuế nữa. Nhân 2 luôn. Vì một người chơi đã trả gấp đôi tiền. Mày thấy luôn, mày thấy luôn. Nghèo rồi má, mày đời nhớ đâu rồi, đủ má còn vô nhà lồn nữa vậy. Báo không? Bán nhà đi con mẹ, mày bán nhà ra. Đồn luôn. Bán cái Berlin, đủ tiền, bán Berlin là đồn đi, trời ơi. Béo quá nhờ. Ờ, cái lồn. Bắc Kinh Bắc Cạn, thằng kia nó giàu quá trời. Ờ, tối tối ơi chơi anh em, tối chơi em ơi. Đủ má anh em, mình nghèo chết mẹ mày ơi. Ờ, đủ má gì mà 3 triệu rồi, chơi game gì mà 3 triệu rồi. Nó 3 tỷ rồi, nó 3 tỷ rồi. Trời ơi, cho lên 1 triệu đi trời. Thù má, tao ra đảo với thù má, tao đi. Trời ơi, lụm cái chi... Chicago, Chicago. Ba cái gì đó đéo đáp vô thì phải đáp cho Chicago. Trời ơi. Báo không à? Ố đụng mẹ mày đừng vô giữa, mấy lồn. Cót game, lòng này cót game, lòng này cót game. Không có vô giữa kìa. Đụng hết lọt khe mấy lồn. Tối tối cái dịch nha, tối 9-10 giờ. Đụng má, nó vô cái bánh liền của mình, đâu có biết tí mẹ bán cái khác rồi. Kìa mày bán cái lưng đô mày không chịu. Không, đụng nó bán lưng đô rồi không gì. Đéo, bố mày đéo trả tiền ngân hàng, đâu có tiền đâu trả. Mấy giờ tao vô ba ghi nè, ba ghi xin rất man nè. Vô BSC nè, ôi cái đụng má nó, vô thuế má nó. Thuế má, nhiều nhà trả hới thôi, có 100.000 đi nhiêu. Ăn trăm rưỡi, đồ mà. Má có ba căn mà trả không? Đâu bạn, bạn được như đốt nhà rồi là. Đốt cái mẹ đi. Ngu à, châu chi kìa. Mẹ mày có cái New York đụng má nó nhiều tiền đó ông nội. Ông là cái thằng nhiều tiền đủ đuổi đốt luôn chứ. Trời ơi đủ má có tiền. Đủ má chơi gì 4 8 8 tổng má nó vô Paris rồi, nó vô Paris nó mua nhà rồi. Có tiền nghèo quá. Mua được cái cọc. Cắm cái cọc. Cái cọc mà 56k đấy đi chẳng hoài. Không công luôn. Đủ má nó mua luôn không luôn. Nó vô lọt khe hay quá nhờ. Ôi ôi đủ má nó xây nhà 3 tầng luôn. Nó vô lọt xe hay thiệt á. Nếu tao ra New York thì nó ngon quá lồn. Đụng mẹ tao muốn vô tù quá. Đụng quá tao muốn vô đảo. Cái đó lên Thượng Hải mấy em ơi.
Trời ơi, về cô cũng nhân về thôi, cô nhân về quê. Đâu quá khổ cái vậy. Ủa, sai rồi, đủ còn đi. Chạy vô Chicago quá không? Chạy vô Berlin, nó bán nhà, nó bán nhà. Nó bán cái Ấn Độ luôn đi. Bán cái Ấn Độ luôn đi. Bán biển rồi, nó bán biển rồi. Đụng mẹ, nghèo, còn thêm nghèo nữa, đi con điếu mẹ đi. Báo vô ba luôn á, không nhờ. Không ai. Bây giờ là vô giải đấu thế giới nè. Thấy con cặp thấy hoài. Chính tao chính nó là vô giải đấu thế giới. Mẹ ơi, tao chung cái lưu giót đó kìa. Vô đồng má, nâng rồi. Ồ, lát mới gắt có 22.000 mà. Cha tao vô đi đò đi anh em ơi. Ôi má, coi Sida kìa. Trời ơi, holy shit cái New York. Đồng má nâng lại luôn New York kìa. Đéo hiểu. Đéo tiền mua luôn hả? Trời ơi, con mẹ nó vô Berlin rồi. Đồng má 2 triệu rưỡi mà nó không mua. Đồng má 2 triệu rưỡi. Nào, nào đáp vô khu Sida của tao rồi. Đáp khu đi Sida kiếm tiền rồi. Thì đã lên khách sạn luôn. Thì đã 700 mấy kìa. Đáp cho Sida đi. Sida kìa ní. Ồ má, đi vô, đi tu mà được ấy nhờ. Mày bái luôn. Hên, hên, mày bái luôn. Sài Gòn nó hên ấy. Trời ơi, Sida ní rồi. Đủ, có tiền, có tiền. Lúa về, lúa về. Ủa làm nỉ cái tiền. Tao thiệt là mày trả tiền lại luôn, quả báo đồ quá. Quả báo dễ tìm thiệt chứ. Ờ, anh Chicago của anh, Chicago của anh. Lên khách sạn em ơi. Trời ơi. Giờ làm vô mua Mokia nè, mua vô Mokia bảo. Đụng má rồi, nó bay. Đụng má đang nghỉ. Lòng lòng nó bay qua nó kiếm đường chết mà, tí đụ má đáp qua khu kia là chết à. Qua cái Berlin của tao hoặc là cái Chicago là đồ mặt cô liền. Cái gì con mẹ mày sao lại vô Berlin? Cái lồn vậy? Tao vừa nói cho. Mày đáp kiếp đường chết à, đáp kiếp đường chết mà. Chuyện nó bay ở đây đi, nó còn sống mà nó không chịu. Rồi đủ má rồi, nhà màu xanh hết rồi, không thấy ngôi nhà, không có thấy căn nào vậy. À có con căn kìa. Hai căn. Này đâu non em mày ơi. Đậu mẹ cho em đi quất tour tiếp em anh đây. Ờ đồ, ơi có trận đồ má. Mua 4 cái, ờ không được, nó không được. Cấp thằng lon nhập. Cấp nhà thằng lon này hoài vậy ta. Lon nó là nhà bố mày. Mẹ ơi. Hoặc chả là vô vô cái Lyon này, vô cái Lyon này. Con mẹ đâu vậy? Ô New York của anh, New York của anh không sao, không sao. Lên ba nhà ma. Trời ơi, tự nhà. Ủa? Ủa sao tao được quay hai lần nhỉ? Thì mày được hai nút. Ô địt con mẹ nó vô thế. Nó hai nút mà nó còn hỏi à. Quả báo đó con chó. Bà chị chết luôn. Thấy tầm này hơi mắc nha. Ô đủ. Trời ơi đủ quá, tao biết đi đọc đây rồi. Mất rồi, đâu mất rồi. Nhịt đi thôi, đủ quá. Ở mày chơi là có công bằng vậy chứ đụng á. Mày thấy người ta, mày bắt thằng thầy đâu được đúng không? Đụng mẹ, tôi bắt ai mà bắt với đụ. Ủa chơi gì mày chơi má nó. Tụi mày kéo là chết chung với tôi với đụng. Mày chờ đi con, đụng quả báo nhãn tìm mày đó con. Tụi chết quá, quả báo nhãn tìm mày đó. Ủa đụng mất nào cao muốn đỉ nào vậy? Mua luôn. Mua chứ, sao không mua? Cắm mẹ cọc vô. Lên chắc lên nhẹ cái khách sạn luôn. Xong rồi má đi đâu tới nhà con nào cho tiền anh nghĩa tiếp. Bây giờ mày nhảy vô đủ tiền để cắm cọc á. Bây giờ là một là mày nhảy vô đi vô nhót hoặc là chi cái vô. Ờ má tới giờ tôi do bí vịt của tôi rồi chứ ở đâu nữa. Chắc kệ người ta. Má bây giờ đáp vô khu nào cũng bán nhà hết vậy. Ờ chơi mình mua là đây à. Đủ má. Chơi Chicago của anh ơi.
Chicago. Mấy cái Hamburg kìa. Bán Hamburg với lại cái Madrid kìa, đừng có bán cái Vegas, lá Vegas đâu nó mua cái nó đi mẹ lên được đòi. Ôi trời ơi, Kimochi. Trời đồ ăn gì? Trời đồ chị nó bán nhà kìa, bán nhà kìa con. Mà mày chờ đi con, qua báo nhắn tìm thì kiếm mày nè, đậu con mẹ nó vô cái đường đồn luôn à. Lễ phí ai cười đi mày. Em nhớ đủ tiền mua. Ủa tao được quay tiếp hả? Ừ. Rồi con mẹ nó báo nữa. Qua báo được, qua báo báo nữa. Qua báo nhắn tìm, qua báo nhắn tìm. Mỹ mẹ mày Hồng Kông, ông không vẫn trả tiền được, vẫn trả tiền được không sao. 11 đi ngang nó được 3 xị nữa mà. Động quá giờ đi cái về kiếm cái Sigurd cái đã anh em rồi. Lùm đâu không? Hồn ma các bạn gấp kìa. Anh tổ chức gì đâu thế giới rồi đó. Lên cái hồn ma sao mẹ sóc, cái sóc kìa, cái sóc kìa. Trời ơi, là cái ba biết làm ăn lồn. Bởi cái gì vậy? Bởi cái gì vậy tiền rồi. Bạn được phép thoát khỏi hành đảo. Động quá cái vé này vé ngu nhất luôn á. Anh được phép thoát khỏi hành đảo là sao? Là kiểu như mày bị đổ. Mày bị nhốt cái đó mày được dùng thẻ mày thoát. Trời ơi gì chứ bắt đầu ngon nha. Đồng máy bây giờ tôi vô Sigurd là ngon. Ở đồng máy cho bia luôn ngon. 11 luôn. Rồi mất đạn mất cái giải đấu luôn. Đừng đồn đi rồi. Đồn kìa. Không biết kìa. Cô điểm em. Quả lời thì đồn mày mất luôn à. Giờ kiếm được đồng vô rồi mới cho đúng báo đề quá. Đồn máy chua quá nhờ. Kè, đụng má qua cái mẹ mày Leon nữa. Mày bào được thêm một cái rồi đó. Lên cái lô là đẹp. Madrid, Madrid, Real Madrid. Lụm tiền. Nó tao vô quật tua thôi à. Hoặc là tao nhảy ra Leon nha. Á chẳng đến khu 4 mày nè mày, Chicago là cái lò mày vậy. Chicago. Chicago. Ôi, này đi đừng đôn nhé con. Bé không còn ơi. Bắn cái đường đồn con ơi. Chưa đủ quá còn xấu lắm. Được rồi. Để cho con đỉ á. Đủ quá nó bào được Leon rồi đeo. Con đỉ dưới đáy xã hội nó vô cái đường đồn. Mẹ mày 1 mét luôn kìa. Ôi sao mày không lấy cái Leon á. Để mình kích được hai cái nhà luôn. Cơ hội. À nó cắm cái cọc đúng không. Cắm cái biển gì. Tất cả đó. Người chơi chuyện đến đâu bắt đầu. Còn mẹ tụi mày. Ngon nhờ. Xem tí nữa. Xem tí nữa vô luôn đôn rồi. Có hành đầu, có hành đầu, có hành đầu. Mày được chuyển đâu bắt đầu. Ba trời được con mẹ Bắc Kinh luôn nhờ. Không mua được nhờ. Nghe đâu. Không mua được. Mua cái lồn khách sạn rồi. Sao mua. Đi luôn đi mấy lồn. Đồ quá 11 may quá anh em ơi. Nó đi dễ không hể đó coi. Nhà của anh chứ ai anh mới ra đó em thấy à. Má bây giờ lắc xúc xắc lên chúng ba nhà kia mệt quá vậy. Ừ. Đủ má nó lọt khe kìa anh em. Báo nữa. Qua luôn má. Qua luôn. Qua luôn. Ừ. Bạn được phá nhà. Quận Champion. Ờ mất đồng, cái đồng, rồi. Đồng, đồng, đồng kìa. Không, nó được chọn nhà nó, rồi nó sẽ tự mất của nhà tao rồi ạ. Muốn chơi đấu hả? À, được tặng tiền hả? Ừ, à. Được tặng tiền. Sao nó nói phá nhà luôn vậy? À, nó phá nhà. Cái nào phá nhà, đúng rồi. Rồi, chi cao ra. Là đáp đủ chi cao ra trong ngoài nữa. Bỉ mẹ coi, chung nghị lưng. Ôi, chi cao ôi, về nhà thôi, về nhà thôi, không sao, không sao. Nâng lên cái khách sạn cái nữa là mấy em mặc cu với mấy em rồi. Ủa, sao lắc rồi? Cũng trả nào chục nghìn thôi, không sao cả. Ủa, cái này tao lên trên khách sạn hả? Ồ, hàng chi. Để con mẹ mày đáp vô Paris phát bán nhà luôn. Đồ má nó ngon kìa, đi mẹ mày nó chuẩn bị lấy cái Milan nữa. Paris còn mẹ mày. Ủa vô đi. Nó vô Milan thì sao? Đéo có tiền mua nhà luôn. Ủa mà nếu mà nó vô Milan thì sao? Thì nó được kích hai nhà. Nó kích được hai cái màu á, nó kích theo màu á, mà hai cái kích theo màu đâu. Nó mua lên. Ai à. Ủa mấy sao mày mua hết luôn đi. Độc quyền. Đó, Monopoly đó. Đồ mẹ, mày chắc kích được hai cái Monopoly là coi như bị hắn đúng không ta? Hay ba cái ta quên mẹ nè. Trời ơi. Để đi chú ăn. Cái lồng mẹ mày. Mày đứa thấy gì không? Vậy.
Đâu má cái lách VS 2 mét kìa anh em. Không, 2 mét là ít rồi đó. Đâu má tao nhớ hồi có lên được 4 mét rồi á. Cặt 9 mét luôn á. Đâu quá được 300 à. Đã. Mày má vô Bắc Cạn, Bắc Kinh gì nữa rồi. Quá tao ghét vậy mày. Mua cái lò mà mua. Khách sạn mua cái gì mà mua. Ừ, giải đấu thế giới luôn. Rồi đậu má nhà, nhà đâu đây tổ chức giờ. Believer nè. Believer kìa. Âm mình Dubai. Xe view kìa. Dubai cũng được. Đậu mẹ hotel chịu với trời. Đâu. Gì vậy? Ủa gì chơi? Ủa chứ chơi theo dạng người gian. Chứ đâu chơi kia đâu. Ừ chơi hơi nhức người đấy. Trời ơi. Vậy thằng nào chính ngu vậy? Còn mẹ thằng còn MT này thì con mẹ nó đang giàu nhất nhất nè. Đừng có chênh với hàng thời gian. Trời ơi, đang giàu nhất căng nhất nhỏ từ mẹ mày sao hôm qua mày không chỉnh với hàng thời gian. Hôm qua thuê con nhỏ lồn cái điệt mẹ mày ngồi chơi một tiếng đồng hồ luôn. Điệt còn mẹ mày hôm nay chỉnh thời gian. Trời ơi, em hả? Nghe tí anh em, từ từ quá. Tôi xin nhớ tí anh. Ở chưa? Đi phòng. Còn mẹ đã phát bị nổ. Ê, tụi bay gì? Tụi bay hôm qua thuê gái chơi như thế này hả? Đồ. Xong thuê tao, tao chỉnh trong gái vô. Cút mày. Để qua bà ta trong con ngứa mắt chưa? Hikara Odichan. Còn mẹ nó. Con vô coi. À, chơi trước đó con chó nha. Con. Nó đi đâu bây giờ nó mới nói mà. Con. Đi muốn chết. Ông ơi để cái skin này chắc đủ mà đi toàn ngắm biển được không? Thằng nhân vật khác đi mày, không chơi nhân vật giống mày. Con mẹ mày. Ừ, chơi nhân vật khác đi, thằng nhân vật khác. Đúng, đúng mày chơi mà sao mày đòi hỏi mày lựa chọn quá vậy? Hả? Hỏi gì tụi mày cũng đòi hỏi giống nhau kìa. Phát chơi giống nhau. Dễ phân biệt. Cái này là game ủ có màu đàng hoàng, có màu để phân biệt đàng hoàng. Có màu phân biệt cái kia kìa. TikTok thì tớ là thành viên thứ tư, chào các cậu. Có gì follow tớ nha. À dạ. À tớ không biết chơi game. À lấy rồi hả? Không mới, lấy rồi hả? Không ai đây? Mày đang đọc quay vậy anh lộn. Như tình nhắn cũ mà. Hello. À cái thằng cái nhỏ hồi tối hả? Ờ. Nó nhớ ngủ nha mà cái cậu hiểu có chơi mấy mối rồi nhớ vui. Ủa bot chơi cái lộn gì trời? Rồi. Tớ tưởng server kiểu có mấy con bot để chơi chơi. Mấy con bot kiểu như là nó nâng mày thăng cấp á, cái nó được thông báo rồi mày kia thông báo cho toàn bộ mọi người vô chơi vậy đó. Ở đây anh em, đậu má đã cùng xuất sắc hồ dân tức. Đấy, đậu má lò này lại đi trước, cái đường méo thì nó chủ phòng. Ôi chơi gì random đi, chơi dơ quá. Ủa thằng nào đi trước không được. Ủa sao cái này tới 59 tiếng hả? 59 phút rồi. Đậu mẹ mày. Ủa sao có 1 tiếng vậy? Chơi game gì nào chết thôi chứ. Má cái tết trơn không phải mua bằng vàng nữa hả? Tháo lồn vậy. Má cái thượng hải của tao. Mày Bắc Kinh đó, Bắc Kinh có nguyên cái cờ cho bá kìa. Cho em ai nữa anh ơi. Đời như mơ. Không, cho tao cái ba ly cũng được. Cái ba ly gì? Cái Wendy gì? Wendy City nè, vô đây Madrid. Vô đây, MT ơi. Vô nhà anh đi MT. Số 7 luôn, qua Milan luôn. Còn mày vô nhà mày tao mua lại luôn, tao mua lại luôn đó chứ. Ủa chơi con tiếng nhờ, sao không được chỉnh hơn à? Gì đạo gì thế giới lẹ gì ní. Ồ ma thế giới, đâu có nhau có lòng nó vô giới đâu. Chơi vô, tổ chức nhau có giới. Ôi vô thế giới nữa. Đậu lòng này nó chanh thế giới với tao. Hai lòng đi chanh nhà tao à, mất cười với lòng. À, bảo với anh bảo ơi. Có cái lòng, đầu động đất, chết mẹ đi con. Con mẹ cái nhà thế giới đó cho tao, đúng rồi 420, còn mẹ mày.
Báo. Ủa đồ má động đất là nó mất nhà luôn hả? Ừ đúng rồi, mất nhà luôn, kệ quẹ nó chết tiền luôn. Rồi, ghê lắm. Cho bất kỳ người chơi nào trong thành phố luôn. Cho tao đi. Cho tao mày ơi. Gip City nha. Rồi rồi. Tao đi, tao mới vừa động đất xong nè, chơi family xuống đi. Ồ, má City luôn á. Cái gì đấy? Đó là tùy lòng hảo tâm người ta tặng thôi chứ. Ủa mà tặng tặng gì vậy? Tặng nhà đủ má đồ phát pino. Má nó mới tặng cho tao xong tao trả tiền lên nó luôn mà, mua lại luôn. Ôi đụng má sao tới 1 mét gì vậy? Con gì vậy? Không nhưng mà đang tập đây gian đầu mày có sợ đạp nhà nào đâu. Đúng không? Gì vậy? Bạn được tắt đèn trong thành phố. À tắt điện nhà nào đó. Mày tắt điện nhà xích đi kìa, có tiền kìa. Má nè. Rồi, bao nhiêu tiền thật vậy? Sao xong lại mua cái xích đi của nó. Ủa nó hợp lý vậy mày? Đâu có. Cảm ơn. Bảo vô, mày vô cho. Cảm ơn anh lớn đủ mẹ xích đi. Vô đi mà mày mày lại mất anh. Ừ mua được. Đồ má hợp lý. Cảm ơn anh nha. Mua được mấy lò. Bảo ơi. Lan mét nha. Ừ đây nè, đồ má em. Ai đến ngày mày mua vậy là tao đồ mà tao có người hứng giùm luôn á chứ. Phải bào chứ, đồ má, hiện giờ đi mẹ bào đi. Có người hướng giùm luôn, quá đã. Kiếm hiểm cái đồ má ăn lộn lấy được cái bếp ngồi. Bà đấy chứ. Đồ mẹ, tao kiếm cái Osaka cái 360k. Ôi đi, con mẹ nó qua tới bên đây luôn cơ. Osaka vẫn ngon anh em ạ. Osaka ngon, Osaka ngon. Mà kinh đâu mẹ, con ngồi ở bãi lộn. Đù mẹ, bạn được nhận 25.000 đụng á, bị bánh sinh nhật cái lò mẹ. Được à, 75.000 còn mà. Sinh nhật báo nữa. Cái nào cái gì? Nữa có 25.000 nè. Thằng lồn 2.500.000 kìa. Thằng nào cũng 25k hết, đều là 75k đấy. Trời báo nữa. Do. Hàng hải à? Thượng hải. Đây hình như đụng á cái sinh nhật của nó gì? Cái sinh nhật của nó vẫn tắt điện mày. Không, tí nữa nó mở lên á. Ừ vậy tao để anh là anh 4 năm đau lận lâu lắm. Ừ. Nhưng mà không sao. Cái hình bát đài kìa. Mua lại cái khu bát đài này. Cho vô cái bát lên một cái CV là nâng lên luôn, nâng lên luôn. Đâu rồi, sao lắc vậy? Bây giờ vô cái bát kinh này được á em ơi. Đúng rồi nè, cái benzin nè. Vô cái bát kinh coi. Trời, đồ máy vô cơ hội luôn mới chịu à. Vô con gòi, cái đó vô con gòi đúng không? Nhà đảo thủ không bao giờ có sạn. Trời ơi, khóa nhà ai bây giờ? Thôi cho... Đúng quá, vô cái bài hát ra nè. Tao chi? Thôi không mua luôn nha. Ủa má, rồi mày quả báo tới sớm lắm mấy con chó. Đi, có gì đâu. Quả báo tới sớm lắm. Đồ má mày. Bỏ thêm 150 lên hotel luôn. Báo nhãn tiền. Oh, nhà ta mới xây gặp giông gió nữa rồi. Giờ không rảnh ai mà mua cái Sydney này đâu. Mẹ vô Sydney mua làm gì tao mất công đúng không? Đó nãy mày để cho cái nhà đấu giá lên là đụng mấy lụm hàng lòn đó rồi. Đừng không rồi, mẹ nãy đáng rồi. Nãy anh mà đốt được cái nhà đó đúng không? Lại mua được cái nhà đó. Má, chắc thằng em kêu ghê. À, đem coi con gọi được ra gì. Đụng má vô đảo. Sao chạy, chào, đường hơi chết đảo rồi. Hello, dịch nha. Đụng má Dubai à, bái lượng. Đủ bãi. Đấy, coi chừng nha. Ờ, không sao, mày hơn. Đụng mẹ, mua luôn cái bít của nó. Mua luôn. Chưa gì nữa. Trời ơi, mét mấy luôn mà. Đụng mẹ, up lên luôn. Ủa, tình hả? Up lên luôn. Có tiền mà. Đụng mẹ đập ra. Cái ba ghét này ôi. Ôi năm trăm tư luôn kìa. Nó kích này được Bolibuli là đụng mẹ 1.000.000 mấy. Rồi thêm cái quần nữa là 4.000.000 á. Mày mua đi. Khó. Tiền cũng được. Không. Từ chối. Méo mua. Đụng. Đụng rồi. Trời về nhà về nơi ở. Thôi đụng má đi gòn hình xui thôi. Hiện tại là khu đó méo có giá luôn. Mua là vườn què gì. Giờ mới không có tiền ra là anh em đốt hết. Nó bay vô Hồng Kông nữa hè. Mua mấy em. Mua cái Hồng Kông. Ok, có tiền. 4 lít, trời ơi. Ăn lên luôn. Coi chừng nó cái bếp gym nha.
Không, còn của Bắc Kinh nữa. Ừ. Ôi, 98k. Hồi đóng thuế luôn mọi người. Nhiều nhà đóng thuế chát lắm, nhiều nhà đóng thuế chát lắm. Lượng lên hotel cũng đóng thuế nữa, khúc nạn lắm. Trời ơi, cái nhà cũng hoang lồn rồi vậy. Ôi em. Ủa má báo nữa. Đủ quá, anh biết anh rồi. Anh đã. Đủ quá chán lờ kia kìa anh em. Đập luôn mà. Chả bảo luôn bảo mua. Thôi đừng có mua. Đúng á, không có tiền mua. Đúng á, đi là em chết. Bây giờ bú ham bớt thôi. Bú đè, bú ham bớt đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bán liền luôn. Bán nhà. Bán nhà luôn. Ông bán cái Thượng Hải hay cái Paris đi. Bán cái Hồng Kông, bán cái Hồng Kông. Bán Hồng Kông, bán cái Dubai luôn đi. Ông mới để anh em bào chứ. Bán ở Dubai là đã là đủ rồi đó. Ăn cơm chưa dịch. Ừ. À, ăn ăn uống nước rồi nghe. Mua luôn cái lát. Lát rồi. Tiền nhớ đâu mua. Tiền mua luôn. Nó đã ơi, vô Hồng Kông chơi luôn. Vô Hồng Kông á, tao kia bán Thượng Hải mà không chịu. À, vô cái lồng đỏ không ta? Trời đủ má vô Thượng Hải đó nè. Đừng trả tiền cho đi chứ. Không má, giờ nó đủ tiền nó mua cầm rồi kìa. Nào không mua được, trời ơi, tôi mà tôi không mua là tôi bị ẩu lắm. Ok. Lên cái khách sạn luôn nè. À. Đấy. Trời ơi. Đừng má đúng anh. Nó còn tới tỷ lần nó giờ á, giờ á. Đâu đụng má giờ mua được cái lát gas cũng đầy. Trời đụng má một nát luôn mới chịu. Nhà xe mà đụng quá. Mua cái Tokyo luôn. Có tiền, có tiền, có tiền, có tiền. Rồi cắm đừng cây cọc luôn. Luôn mới ngột. Vô Roma đi. Không được. Ủa, trời ơi, gì vậy trời. Ủa, nó phát sao mấy chỗ khu Roma kìa, nó không vô. Ủa má. Ôi trời ơi, gì trời. Nó phu này ta. Ôi, mua lại luôn. Mua lại luôn hả? Trời ơi. Mua chứ, mua chứ, mua chứ. Nâng lên khách sạn luôn nè. Tiền đâu mà nâng nha. Ủa, nó đủ không luôn hả? Tại chú em. Nhà tệ phẹt, nhà tệ phẹt. Hơi giàu, hơi giàu. Rồi vô nó cái lung đồn rồi à, nó 2.5 luôn rồi, nó 2.5 luôn rồi. Lung rồi. 2.5 mà tôi có nhà đâu, tôi có 2 căn à. 2 căn mới lấy lại được 2.5 đó. Giàu là đái xã hội mới giàu, 4 căn kìa, 5 căn kìa. Không có vô nhà mình không sao anh em. Đừng lên luôn. Đừng có lên gì, tao lên khách sạn lâu rồi. Rồi vô Milan luôn ha. Đừng mua cái đấy. Mua luôn đi ơi, nó không, mày mà không mua là nó mua vô ma lậu á. Chicago luôn, cắm cây cọc luôn. Bây giờ vô 2 nè, bây giờ vô 2 là một cái Zenith nè. Đâu rồi? Em mở vô. Ừ, đồ mà cắm cây cọc có thằng khai trương luôn, mua lại đế. Sao không mua? Xin tiền thì trương lắm mà. Lên cái khách sạn luôn được không? Thôi nhà ba chứ. Lên cái đọc bụi. Đấy, cái Chicago này của tôi nè, đấy 300+ liền. Một tay nó vô nè. Vô đảo nữa kìa, nó vô đảo nữa rồi. Thằng ngoài tên nó quay qua vô cái cái xíu điện. Má cái khu Sydney nó giờ chưa mở điện luôn nha. Hơi lâu rồi đó. Xíu nó mở. Mua không? À tưởng mày mua chứ. Tưởng mày mua bạn trả mình bay mình một kiểu. Trời má nó vô. Má nó vô chụp cái này nè. Tình như đây làm gió vui. Ừ, không sao, sao. Rồi, đúng á. Cái vô cái đấy nó đéo cho tiền Sydney nhưng mà nó cho tiền thế không ba giờ qua cái chưa à, nó mua được cái Novoli kìa, đồ nét cái Novoli của nó đi. Cái màu chi ạ, thường xưa đọc quen đấy. Game màu xanh mà ừ, hỏi em gì đốt. Hỏi vô được cơ hội nhớ đốt cái Novoli qua em New York cho nữa mà mua đấy luôn kìa. Má nó hợp lý vậy. Chua quá nhờ, tên mua New York mà bay vô trời. Lắc cái nữa. Số 4 Edit còn nè, nó bán nhà bà em chứ. Sao em, giúp được đâu. Từ cái nhà luôn, bán cái nhà New York đi, để tôi mua. Không lý ơi, New York gì tầm này. Bán cái New York để tôi mua cho mà không chịu. Độ hết. Tới đâu giờ ta, ủa? Nhưng mà nó có bắt, nó có yêu cầu cập nhật Zalo không? Đó. Đâu do cái phần nào nó không kêu. Bây giờ em xóa ta lại nha. Được không? Xóa ta lại mất luôn. Ta mất luôn. Em một lần thôi. Hơi nghèo rồi đấy. Nó hết dung lượng lưu trữ rồi.
Ờ ừ, nhưng mà nó đáp được hỏi cái dung lượng để lưu trữ cái dữ liệu của em có để tiến hành. Ví dụ như em tải chơi cái map của em á, lưu trữ dữ liệu Chicago luôn. Nó hết dung lượng rồi, nó lại có lần map thôi. Chịp một tỏi rồi. Chỗ mẹ năm hơi không sao đâu anh em. Ừ. Cái nào? Tiền bố mày, bố mày mua lại đóng tiền rồi đó. Thì mày phải mua không mà ba cái ngại căng lắm. Ây da. Thôi 50k thì mua lại luôn á chứ. Ây da, đéo tài sản đi. Đéo tài sản đi mua luôn mà. Không có sao bớt cái nào đi cho nó chống dung lượng đã. Mua bèo luôn, mua bèo luôn, mua bèo luôn. Đụng á, bốn cái bãi biển xong hết rồi bay. Sao lộ vậy? Đâu thẳng cái mà. Đụng mẹ. Ôi ơi, đấu thế giới luôn. Nó vô giải đấu nữa kìa, nó vô giải đấu nữa kìa. Ví dụ bây giờ tao vô cái giải đấu, tao thêm cái nhà, tao nữa được không? Bạn có mất cái kia. Được, bình thường. Tiếp đi. Lên 2 mét. Lên 2 mét luôn. Hình như gấp đôi vậy. Lên mét, 2 mét, 2 mét. Ủa, có được đâu. 2 mét, 2 mét, 2 mét. Ôi, cũng vậy, má ơi, vụ nữa. Bình thường 2 mét mà. À. Đụng mấy khu đó chưa mở điện nữa kìa. Còn mua không? Nó lâu đấy nha. Không có nhu cầu. Cho đi, sao đợi. Còn mẹ nó bây giờ nước đi sai lầm là bay dài căng. Bay vô ba cái nhà nó lặn lồn. Mua New York luôn. Mua luôn lỡ tiền, nó lên tiền luôn, mua lần lại lên tiền luôn á. Tao không mua được, trời ơi. Không đủ tiền à? Đủ luôn. Giữa gạt à. Lên được cái nhà một à. Đụ mẹ căng lát VS của tao. Bừng quá lên. Nó chen giò vô chân giữa rồi, đụ. Chân giữa, đụ quá nước bực kêu cái lợp á, bự gai, đụ mẹ quay quá lên. 100 yên, vô rồi, vô đi, cái đi con đỉ mẹ nè. Rồi, đụ 1 mét luôn, quá đã. Bán nhà đi, mày bán cái cuộc đi đi. Bán hết luôn, đi mẹ 2 triệu lần. Còn cái nịt. Ừ. 2 triệu mày còn được 200. Đụng mấy thằng kia nó vừa hết tiền luôn, địt mày cho nó tiền luôn mà. Gọi vô thế cái nữa. Đụng má, em hới nhiều lắm nha. Anh em trả hới cho anh đó. Đụng mày có con lồn còn thế. Còn nhà đéo đâu mà trả thuế. Đi tới đâu thế giới. Rồi luôn địt con. Lấy có tiền, mày lấy cái căn Chicago đó cho tao ơi. Paris đóng lên 1 mét liền. 3 mét luôn. Nói mà cái khu đó đụng mẹ đắt lắm. Cái chết mẹ rồi. Nó kích thêm cái khu Lion nữa rồi. Vô Madrid. Nó kích thêm cái khu Lion. Giờ đi đâu cũng chết á. Đầu mẹ giờ còn cái nịt nè. Nè cái khu dưới là vô Ambert thôi. Clip rồi, ship không sao. Cười kìa trời. Nó mua thêm cái Ambert Bailey nữa là nó có tiền nhờ. Mẹ mày thế cặp đồng mày mua đá cái thằng công của tao mày trời ơi cái cọc này tụi mất canh cái ham bớt chi rồi luôn đi gót luôn mua lại luôn còn mẹ mua luôn đụng mấy nó 4 triệu rồi anh em 3 triệu mà 3 triệu bây giờ mình bay một cái ghế đi cũng ghế ngồi kìa ngồi đi không sao Tụi mẹ 3 triệu bây giờ thì bây giờ muốn nó phá sản á là phải cho nó vô ba gít. Hiểu không? Hết tiền luôn mà. Đủ má. Đồ mẹ. Vô cái mà đi New York rồi. Mua lại trả tiền lại. Mua qua mua lại ha, hàng này vui tính ghê. Má đéo lên khách sạn kìa. Đại đâu cũng chết á. Ba khu nhà bệnh chưa đạp nữa kìa. Ừ. Bốn xị. Còn cái lồm luôn. Bốn xị phá sản ừ. Luôn. Đéo còn nhà ừ. Đi bán luôn mà. Phá sản. Còn cái Hồng Kông. Từ cái lồm còn đúng 200 nghìn để đủ về đi. Cầm 200 nghìn đi góc thế giới ra đi. Lồm quá. Tô má vô cái mod kỳ luôn kìa. Má vậy rồi. Nó bố nó mà. Nhà nó nâng lên mà. Ừ chưa. Ừ. Nó lấy em kêu xe ca nó giàu cái lồn á. Ờ thôi quá đụng máy vô cái Madrid. Đụng mẹ đừng biết chứ còn cái địt nhà mày không chứ đâu. Thôi địt con mẹ vô Berlin nữa. Mua lại. Nó lấy hết luôn. Cái khu ở trên rồi kìa. Nó không chỉ khu ở trên kìa. Không mua được.
đâu có tiền đâu. Bùi đâu mà mua. Ôi cái lắp tiền gas. Đụng má nó vô lắp tiền gas luôn rồi. Nó lấy được cái đâu lâu ly rồi. Đụng má đi đâu cũng chết á. Đụng má luôn. Nãy giờ mấy em ơi. Đụng má đi đâu cũng chết á. Đó. Ừ quá cơ hội thì cái lồ. Rồi có cơ hội. Đụng mẹ đóng hết cái lồ bị vậy. Đụng má có hai tròn cái lồ gì đâu mà đóng. Đụng má không hiểu mẹ thấy cái bẫy đằng trước đâu không? Mấy cái bẫy đằng trước đâu không? Đi mẹ. Chỗ đầu nó cũng quay cho tiền rồi đó. Má bà vô khu Hambus xây nhà cái đã. Bà khu Hambus xây nhà cái đã. Ờ cái ngô ma luôn. Khách sạn luôn, lên khách sạn luôn. Ngô mẻo luôn, con đĩ mẹ nó còn cái lồn luôn anh em ơi. Nhà chắc bây giờ là vô không công thôi chứ. Ôi cơ hội hơn không sao, sao cơ hội. Vô quật má sao nó không đáp vô chỗ 3 mét đi. Ôi mẹ nó giảm 50% thế nữa. Đâu hình như giảm 50% đó là mày đi đâu mà đạp nhà người ta được giảm 50%. Ừ, nó thằng nào vô nhà tao rồi, nó giảm 50% á. Mày giảm á, ngu của mày ơi. Ừ. Con nghĩ mẹ mày mua xong bán lại cái lồn. Thôi phá sản rồi, đủ má còn cái lồn luôn. Ôi. Không được luôn. Đi xa luôn ha, đủ má. Bay vô cuối sài này luôn. Sao đăng nhập được chưa? Đụng anh tay nhiều với vậy em đi đeo. Má sao bài qua khu bản thiếu vậy? Chắc video của mày đâu mấy chục. Mày vô Berlin luôn á chứ. Nga, nước đi này vô Lion. Trời ơi, lát vô gas luôn đó mấy chị. Má nè, cái nước đi này hơi khó. Mày nào. Ôi hên quá, ảo mấy em ơi. Không sao. Bây giờ mày vô thằng Sinit á, mày qua cái dặm kia mày còn sống, cũng cơ hội mày sống. Nhà tao sao không thằng nào đạp hết vậy? Quăng cái lùng đồn quăng luôn rồi mấy em ơi, khách sạn rồi mấy em ơi. Cái khách sạn con mẹ mày bay số 1, số 2 là mày cút đó. Bị nó lừa rồi. Mày đừng có làm chút một cái điệp con mẹ mày, tao nói mà bị nó lừa rồi. Tao ok, tao không có lừa này ngay chứ ông bà không nghĩ ông bà đi đâu. Bày qua cái khu sóc cũng được nè. Khu sóc là khu nào? Khu này hả? Nè gần chi, gần chi nè, sóc chi nè, sô chi nè. Bay qua thì không có được lượm tiền của bắt đầu đâu. Nhưng mà nó an toàn hơn. Tí bay lại bắt đầu sao? Tao nói đó. Đó, mày đáp vô đây, đi quán game mày đi rồi, cái nhà đây, bán bằng đi luôn, chứ tiền nữa mà đóng. Chúng ta một đó một thôi. Sao mà kiểm soát cái bộ giá điện của nó này, là cái gì? Chưa, Paris nó chưa bán mà. Đụng mới nhứt gan nha. Paris nó chưa bán rồi, nó còn là kèo đó, dũng hoài. Ẩu, nó gửi mãi cho em. Thì em sai số điện thoại này đúng không? Ok, lát mày gắt đi tiền coi. Thôi vô New York lên khách sạn không coi. Thôi của đang điện thoại đang dùng á, thì cứ gửi mãi về là được. Rồi mà nếu mà không có thì mẹ chấp nhận chuyện của thôi. Tình nó rồi vô thuế nữa. Thuế nữa. Cái mày, ôi mày thuế căng tới nhò. Anh Đà, ê chết rồi, má khu này nó xây nhà nhiều quá mày. Mua à? Ba. Giờ chỉ có hai cách kìa, một số. Ôi đồ má nó lên kìa. Dẫn nó về. Dẫn nó xuống 12 đi, 12 qua rồi ma chơi. Cái đồ má nó 12 luôn. Đi xuống. Rồi được dạng 100, sao. Thế là có 400 thôi. Có 400 rồi. Nhẹ tim. Trời ơi, nó diễn ra giải đấu nữa. Kết nào để qua cái khu kia ổn không vậy? 3 mét, 4 mét. Nó có 6 triệu à. 6 mét luôn. Để tiền đi được. Còn mày để tiền đi được. Đáp vô khu 6 mét đi rồi tao mới sống. Bán cái Paris đi. Đáp vô khu 6 mét này sao sống đây. Ít thôi ừ. Berlin. Ủa thí dụ mình xây nguyên một cái khu là mình ăn luôn hả? Hình như là vậy đó. Vậy thôi đụng má tao qua cái Hamburg.
mua. Thằng kia nó còn được 41 đồng rồi. Má bây giờ bay vô khu đó là mệt nè. Ừ. May quá. Vậy là Lion. Thằng này nó hên nè, nó vô vòng quanh thế giới nữa kìa. Cho ta vô đảo ngồi chơi một tí đi, ra cũng được. Đúng rồi. Ôi bán mẹ cái ba ghi đi ba ơi, cái xích nịt nữa kìa. Đủ không? Đủ không? Rồi còn 200, 200 thôi. Ơi đủ, đi em bảo đi ông ơi. Đủ thế luôn, đủ má. 4 xị 419k. Mua gành đà cái nè. Bây giờ là ông là chỉ có vô New York thôi. Đá xã hội chỉ có vô New York chơi thôi. Đụng con đỉ mẹ vô nữa kìa. Đãi đi, đãi đi, đãi đều đi ha. Mẹ. Chua quá nhờ. 1-1 đó, đấu 1-1 đó, đấu 1-1 đó. Ờ, vô rồi sống tí đi. Ờ, vô cái khu này được. Xây quá trời xây, nó xây nhà quá trời xây nhà. Tao trên đây rồi. Ừ. Má số 4 cũng đẹp hết chứ. Ờ, số 5 được. Giờ mày đáp khu nào? Giờ tao lên cái 20 quá. Ừ. Ok. Lên đây. Ừ. Chắc không bớt chưa nha, số 2 nè. Ôi tao qua Dubai. Ờ. Ấy. Nó tiến cận độc quyền rồi kìa. Nó còn một cái nghỉ dưỡng của tao nữa kìa. Tao mày sao mày bán được. Không mời luôn. Trời hên quá, mời hên quá. Cái dưỡng của nó cũng mắc tiền quá ha. Má sao vô Berlin rồi vậy? Mày bị vô chứ sao còn lộn. Trời ơi, bạn không đủ tiền để mua. Trời ơi, đóng 100k luôn. Đã, đã. Ờ. Dạ, làm sao, vô Las Vegas làm sao. Mẹ vẫn đỡ hơn là về vô New York. Nhưng New York là hơi đuối nè. Đuối luôn hả? Lên khách sạn luôn hả chứ. Chết luôn rồi, con mẹ đó. Tự nhiên mất giá khu rồi luôn rồi. Lòng thôi vô đạp hại. Lấy vô đạp mấy căn nào chảnh hết ta. Nãy đạp gần luôn. Đạp nữa đi, đi trẻ đạp nữa đi. Trời ơi, má có nhà đâu mà tới giới. Nhà để mà có nhà nếu đâu mà tới giới. Mua bari luôn, chính sĩ rồi. Mà chua thế. Ủa gì vậy, sao hai căn mà độc quyền hay vậy? Chứ sao. Trời bảy luôn, ngon ngon em ơi. Né được cái đó vậy mà nó còn vô được trong đó nữa mà. Ôi cơ hội nữa kìa, thằng này nó cơ hội hoài vậy. Mày phá nhà ba nghi cho tao ơi, bảo vệ thành phố. Nếu có thành phố cứ bảo vệ thôi, đi cô. Bay chơi thôi mà. Bé nó bé mày chơi thôi. Số 2 cặp tâm bốn luôn. Nó giải đấu nữa kìa. Lên nhẹ cái New York đi. 7 triệu thôi. 8 triệu thôi. Đéo thấy gì hết. Có 6 triệu 2 à, đụng mẹ. Tại lộn mấy thằng lồn kia nó mua cái áp giáp của tao rồi. Mày đẩy chắc giờ chắc cũng tầm 10 mét đó chứ. Lồn mày rụng nó đi dạo nó mua nhà ngoài nữa. Đi tham quan. Đi đâu đụng á, người ta quay lại sao? Bữa sau lên khách sạn rồi, lên khách sạn rồi. Đó, mua nhà 3 tầng xong lên khách sạn. Nhưng mà ý là nãy giờ tao có mua nhà gì đâu. Hai tiền mua Bắc Kinh rồi. Trời. Giờ qua cái Hồng Kông đi em ơi. Đôi nữa. Ừ, thằng bớt, nếu có tiền mua luôn, cảm ơn cọc. Ờ, đụng má, nãy tao mua cái ship rồi đấy, không rồi đụng má, chết mẹ rồi á. Độc quyền, vẫn độc quyền. Win luôn rồi. Trời, má tưởng win luôn rồi chứ.
Quyền luôn á chứ, quyền luôn á chứ. Ủa sao kỳ vậy, đụng á. Quyền luôn anh đi. Lấy nhưng hết luôn anh đi. Nhưng mà ý là tao mua cái kia cái ship mà. Đi mua biển này kệ anh đi chứ, người ta dạy dọc nhà mà đi. Nhà quá à. Má bố mày tiền nhiều nhất mà thua. Đi gạo đi ơi. Chịu ơi. Rồi gửi lại cái đi đi em. Bảo ơi. Bảo. Trời ơi, xui nhờ. Gạo ní ơi. Tôi vẫn là đại gia. Nhưng mà nó vẫn gà, ní thô trôi là ní gạo, ok ní. Tôi vẫn là top 1 sao hờ. Ủa mà cái đó pha đó, nếu mà nhây hơn là tôi thắng á. Nhưng mà địch con mẹ. Gọi nó không được nè. Lâm bút tông, lâm bút tông, lâm bút tông, lâm bút tông.